trường chuẩn quốc gia giai đoạn từ 2011 đến 2015. Đông Triều là địa phương được đánh giá là dẫn đầu của tỉnh Quảng Ninh trong việc đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp mới, nhất là các trường mầm non quy mô chuẩn quốc gia với kinh phí khoảng 167 tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện nay tại địa phương này đã có 26 trên 27 trường tiểu học, 14 trong tổng số 23 trường trung học cơ sở và 5 trong số 7 trường trung học phổ thông, cùng 23 trên 28 trường mầm non được công nhận chuẩn quốc gia. 100% giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường đạt chuẩn và hàng năm tỷ lệ giáo viên dạy giỏi đạt 34%.